Cậu đi suốt 2 tiếng rưỡi trên sa mạc, cố lắng nghe trái tim mình vì nó sẽ cho cậu biết chính xác kho tàng chôn giấu chỗ nào. Kho tàng của cậu ở đâu thì trái tim cậu cũng ở đó, nhà luyện kim đan đã bảo cậu thế. Nhưng trái tim cậu lại nói về những chuyện khác. Nó hãnh diện kể về một gã chăn cừu đã rời bỏ đàn cừu của mình để đi theo một giấc mộng mà gã đã mơ thấy 2 lần. Nó nói về vận mệnh và về những người cũng đã từng lên đường đi tìm những vùng đất xa xôi và đàn bà đẹp, đương đầu với những người đương thời cùng những thế giới quan và định kiến của họ. Suốt dọc đường, nó kể về những chuyến viễn du, những khám phá lớn, những sách vở và những chuyển biến lớn lao. Chỉ vào lúc cậu định leo lên một đồi cát, đúng ngay giây phút đó, không hơn không kém một giây, tim cậu mới thì thào: hãy ghi nhớ nơi mà cậu sẽ khóc, tôi cũng sẽ có mặt ở đó, và đó cũng là nơi chôn giấu kho báu của cậu đấy. Cậu từ từ leo lên đồi cát, trăng lại tròn vành vạnh giữa bầu trời đầy sao. Cậu đã rời ốc đảo được đúng 1 tháng, đồi cát chỗ sáng, chỗ tối dưới ánh trăng trông như mặt biển gợn sóng, làm cậu nhớ lại lần mình buông cương ngựa để ngựa tự đi tìm dấu hiệu mà nhà luyện kim đan đòi hỏi. Ánh trăng soi trên sa mạc im ắng và soi cả những chuyến viễn du của những người đi tìm kho báu. Lát sau, khi cậu leo lên được đỉnh đồi cát, thì tim cậu rộn lên mừng rỡ. Kim tự tháp Ai Cập nằm kia, đồ sộ và hùng vĩ trên mặt sa mạc loáng ánh trăng tròn. Cậu quỳ xuống và khóc vì ngợp trong hạnh phúc. Cậu tạ ơn Thượng Đế đã khiến cậu tin vào vận mệnh mình, cũng như đã khiến cậu gặp được vị vua già, chủ cửa hàng pha lê, anh chàng người Anh và nhà luyện kim đan. Nhất là đã khiến cậu gặp được cô gái sa mạc và nàng đã cho cậu biết rằng tình yêu không bao giờ cản trở người trai theo đuổi vận mệnh mình. Các kim tự tháp hùng vĩ có từ hàng nghìn năm trước như nhìn xuống cậu. Nếu muốn, cậu có thể quay về ốc đảo ngay bây giờ, lấy Fatima và sống cuộc đời của người chăn cừu bình thường. Ngay cả nhà luyện kim đan cũng sống trong sa mạc, dù ông biết ngôn ngữ vũ trụ và biến được chì thành vàng. Cậu chẳng cần phải chứng tỏ với một ai kiến thức và tài cán của mình. Trên bước đường thực hiện vận mệnh mình, cậu đã học được mọi điều cần thiết và đã được sống như cậu hằng mơ tưởng. Bây giờ thì cậu đã tới được nơi chôn giấu kho báu rồi, nhưng một việc chỉ được coi là hoàn tất khi nào đạt mục tiêu. Cậu đã khóc trên đồi cát này, nhìn xuống mặt cát, cậu thấy một con bọ hung đang bay tới chỗ nước mắt cậu vừa rơi xuống. Trong những ngày ở sa mạc, cậu học được rằng ở Ai Cập, bọ hung là dấu hiệu của Thượng Đế. Thế là thêm một điềm báo nữa, cậu bắt đầu đào, vừa đào vừa nhớ tới điều người bán hàng pha lê từng nói: ai cũng có thể xây được kim tự tháp trong vườn của mình. Bây giờ thì cậu thấy có bỏ cả đời để chồng đá lên nhau cũng chẳng bao giờ thành nổi một kim tự tháp. Cậu đào suốt đêm chỉ một chỗ đó mà chẳng tìm thấy gì. Kim tự tháp hàng nghìn năm kia lặng lẽ nhìn xuống cậu. Nhưng cậu không bỏ cuộc, cậu tiếp tục vừa đào vừa phải cản ngọn gió cứ lùa cát vào lại chỗ trũng. Hai tay cậu mỏi nhừ, tái lên, nhưng cậu tin vào trái tim mình. Nó đã bảo cậu phải đào chỗ những giọt nước mắt rơi xuống. Rồi cậu chợt nghe có tiếng chân trong lúc đang moi đá. Có mấy bóng người đang lại gần. Họ quay lưng về phía ánh trăng nên cậu không thấy được mặt mũi lẫn mắt họ. Mày làm trò gì đấy? Một cái báo hỏi. Cậu không đáp và thấy sợ. Sợ mất kho báu. Bọn ta chạy loạn vì các bộ lạc đánh nhau nên rất cần tiền. Một bóng khác nói. Mày giấu gì ở đấy? Tôi chẳng giấu gì cả, cậu đáp. Nhưng một cái bóng túm lấy cậu, kéo ra khỏi hố. Một tên khác lục túi cậu, thấy thỏi vàng. Nó có vàng trong người, gã đó kêu. Ánh trăng trọ lọi vào mặt gã và cậu nhìn thấy thần chết trong đôi mắt nọ. Chắc là nó còn giấu trong cát nhiều vàng nữa, một gã khác nói. Chúng bắt cậu đào tiếp nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thấy gì hết. Thế là chúng xúm lại tặng cậu, mãi cho đến khi mặt trời ló dạng, quần áo cậu rách bươm và cậu cảm thấy mình đang gần kề cái chết.
đằng nào mình cũng sẽ chết thì tiền quý báu gì nữa. Cậu nghĩ và nhớ lại nhà Lệ Kim Đan đã từng nói, ít khi tiền cứu được người ta khỏi chết. Thế là cậu thú thật, tôi tìm kho báu. Rồi với đôi môi dập nát và sưng phù, cậu kể cho bọn kia rằng đã hai lần mơ thấy một kho tàng giấu gần kim tự tháp này. Gã có vẻ là đầu sỏ im lặng một lúc rồi bảo đồng bọn, thả nó ra, nó hết sạch rồi, chỗ vàng này chắc là nó lấy cắp được. Cậu nghe ấp mặt xuống cát. Thôi bọn mình đi, tay đầu sỏ nói. Rồi gã quay sang cậu, mày không chết được đâu, mày sẽ còn phải sống để nhớ rằng đừng nên sửng ngốc thế. 2 năm trước, ngay chính chỗ này, tao cũng đã nhiều lần mơ rằng tao phải đi Tây Ban Nha tìm một ngôi nhà thờ làng đã sập lỡ mà lũ chăn cừu thường đưa cừu vào đó làm chỗ trú chân. Trong phòng thay áo lễ có một cây dâu, dưới rễ nó chôn giấu một kho vàng. Tao đâu có ngu để chỉ vì một giấc mơ mà vượt sa mạc. Rồi chúng bỏ đi. Cậu lảo đảo đứng dậy, nhìn về phía kim tự tháp. Tháp mỉm cười với cậu, cậu cười lại. Tim cậu tràn ngập niềm vui. Giờ thì cậu tìm thấy kho báu rồi.